Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến làng Lô Lô Chải. Làng Lô Chải ở trên Hà Giang có lẽ là không nên bỏ qua, quá là đẹp luôn. Rồi, xin mời các bạn theo mình. Đây là Lô Lô Aysen. Đây thật sự là làng Lô Lô Chải quá tuyệt vời. Mình sẽ bắt đầu đi khám phá. Đây là homestay cơm lẩu nướng. Homestay bình yên. Thật sự là quá tuyệt vời, không thể có từ nào diễn tả hơn được nữa. Đẹp quá. Trang cô tê đi vào trong đi. Wow, thật sự là đỉnh cao luôn. Theo mình vào trong này một xíu nha. Wow, không có một từ nào diễn tả tuyệt vời hơn nữa. Quá đẹp các bạn. Đây đúng thực sự là gọi là gì nhỉ? Đi đến nơi có gió cùng bạn Trang. Oh. Có lẽ video tiếp theo mình sẽ review từng homestay trong làng Lô Lô Chải luôn. Rất mong các bạn sẽ quan tâm và theo dõi kênh của mình nha.
Thực sự là quá rộng luôn. Đây là phía sâu, rất sâu ở phía trong làng Lô Lô Chải. Trong này có lẽ là đang xây dựng. Người ta đang xây dựng chưa xong. Đây sẽ có hai hướng, ba hướng luôn. Tiếp tục theo mình, và bạn Trang tiếp theo đi vào trong này nhé. Thật sự là lên Hà Giang mà không vào làng Lô Lô Chải thì quá lãng phí. Nhìn quá là đẹp luôn ấy. Yên bình, cảm giác rất yên bình. Đấy các bạn thấy không? Phong cảnh như trong phim luôn. Thật sự là siêu siêu tuyệt vời, siêu siêu đẹp. Rồi, mình cứ đi ra đi tiếp thôi. Vẫn còn rất rất là sâu. Thật sự rất sâu luôn. Đi mỏi chân, xoạ chân luôn. Đây là homestay Lolo Asen Spa cùng một chủ đầu tư. Rất tuyệt vời. Có lẽ là bây giờ bắt đầu là phía trong này là nhà dân rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Đến nhà dân. Đây vẫn là homestay, đây là Lulabi Homestay. Thật tuyệt vời. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video hôm sau. Mình sẽ review từng homestay một.